Kính thưa quý vị, vào hôm Chủ nhật vừa qua, đội bóng New England của thành phố Boston đã đánh bại đội bóng Indiana với tỷ số 45-7 và đưa đội New England trở về với trận Super Bowl vào ngày 1 tháng 2 tới đây tại trường Đại học Arizona ở tiểu bang Arizona. Kính thưa quý vị, nhưng sự kiện không dừng lại ở đó. Vào hôm nay thì tất cả các tin tức hàng đầu của Hoa Kỳ đều nói đến vấn đề là chữ deflate. Đó là có nghĩa rằng là trái bóng mỗi một thông thường một trái bóng để sử dụng cho tất cả trận chơi của football ở Hoa Kỳ cân nặng từ 12 pound đến 13 pound rưỡi. Tuy nhiên trong trận đấu vừa qua thì không hiểu vì lý do nào mà trái bóng để sử dụng vào hiệp nhì thì chỉ mất đi 2 pound, nó nhẹ hơn đi 2 pound. Và những người mà chơi am hiểu về football thì họ cho biết rằng khi trái bóng nhẹ thì nó dễ chọi và dễ bắt được hơn. Và đó cũng là một trong những lý do để dẫn đến cái kết quả thảm bại mà đội Indy phải gánh chịu. Và hôm qua thì trong cuộc họp báo và với sự điều tra của Liên đoàn Football của Hoa Kỳ thì huấn luyện viên Bill Belichick đã cho biết rằng tôi không có một cái lý do và sự hiểu biết nào để giải nghĩa về sự kiện trên. Và đến khi hỏi đến quarterback Tom Brady thì ông Tom Brady đã cho biết rằng tôi không có thay đổi trái bóng. Tuy nhiên đến bây giờ thì tất cả những người chơi ở bộ môn football đều cho biết rằng không một cái lý do gì để người quarterback không biết được trái bóng nó mà mất đi, nó nhẹ hơn hẳn 2 pound. Và đến bây giờ thì vẫn chưa có một cái sự trừng phạt nào đã được Liên đoàn bầu dục của Hoa Kỳ đưa ra. Tuy nhiên, kính thưa quý vị, vấn đề dự Super Bowl vẫn là đội New England. Đến bây giờ thì người ta đang bàn cãi rất nhiều liệu sự kiện này nó sẽ xảy ra như thế nào và chấm dứt thế nào nữa. Tôi nghĩ rằng là tại vì thưa quý vị, khi mà cái trận banh bầu dục đó thì trước đó thì các trọng tài cũng như là các cầu thủ đã được thấy được trái banh, thì trước khi chơi đã biết được là thế nào là cầm trái banh. Họ nói rằng họ nghĩ rằng là thế nào, nó cứng hay là nó mềm hay là nó không bơm không đủ hơi. Không thưa anh Nguyễn Trường, nhưng mà tại sao đến chờ đến thua rồi mới đưa cái này ra? Không thưa anh Nguyễn Trường, mỗi đội bóng như vậy không phải chơi chỉ có một trái à, mà liên đoàn họ cung cấp cho mỗi đội như vậy là 12 trái bóng. Đội nào cũng sử dụng 12 trái bóng của mình. Và đến cái lúc mà người nào, cái đội nào có trái bóng đi thì sử dụng trái bóng đó ra. Và trước trận đấu 2 giờ đồng hồ thì trọng tài tới kiểm soát tất cả các trái bóng để xem đúng có đủ tiêu chuẩn mà liên đoàn đã đề ra hay không. Tuy nhiên vấn đề đặt ở đây là vấn đề liệu có ai đó thay trái bóng và làm trái bóng nhẹ đi hay không. Và vì trái bóng nhẹ đi thì đây là, thưa quý vị, đó là hình ảnh của chàng quarterback Tom Brady trả lời với phóng viên báo chí về vấn đề mà trái bóng nhẹ đi. Cái câu hỏi đặt ra là ông Tom Brady này khi nắm trái bóng liệu ông có biết được trái bóng nó nhẹ hơn hay là không? Tôi nghĩ rằng là không biết được, là tại vì nếu mà mình cầm cái trái banh đó mà mình bóp nó thử coi đó, là có thể làm thấy nó mềm hơn. 2 pound anh, mất đi 2 pound mà. Và kính thưa quý vị, thì Tom Brady đã trả lời một cách khẳng khái là I did not eat the ball. Tuy nhiên là tôi không có đổi trái bóng. Tôi chỉ đánh. Nhưng mà mỗi đội như vậy thì có tới 12 trái. Người ta đang đặt vấn đề có một cái âm mưu nào của đội New England gọi là tricky. Chơi gian, đổi trái banh cho nó nhẹ, xả xì hơi cho nó nhẹ đi để chọi cho nó dễ hơn. Hơn để thắng cho nó tiện lợi hơn. Kính thưa quý vị, đó là một trong những cái tin mà bây giờ rất nhiều người bị bàn tán mỗi một khi họ ngồi lại uống cà phê thôi. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đã là ngày 23 tháng 1 năm 2015 rồi, chỉ còn có 8 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ coi một cái trận banh Super Bowl tại sân của Arizona. Nhưng mà trở lại với những bản tin chính của Hoa Kỳ đó, thì ngày hôm qua có một bản báo cáo cho thấy qua những cái việc không kích của liên quân nhắm vào nhà nước Hồi giáo cực đoan, những người khủng bố đó, thì thưa quý vị, trong thời gian vừa qua họ đã tiêu diệt theo như bản báo cáo là 6.000 binh sĩ của nhà nước Hồi giáo tại khắp các mặt trận ở miền Trung Đông qua cái việc không kích của liên quân. Như vậy thì cũng là một sự thiệt hại nặng nề cho chủ nghĩa Hồi giáo cũng như là nhà nước Hồi giáo, thưa quý vị. Kể cả những cái bất động sản như là những cái khu mỏ dầu và những cái tòa nhà vân vân cũng bị liên quân phá sập. Như vậy thì rõ ràng là chủ nước Hồi giáo đã bị thiệt hại rất là nặng nề. Kính thưa quý vị, trở lại chuyến bay QG8501, chắc đến bây giờ thì tất cả các tin tức đã lần hé lộ ra và bí mật đã đóng lại. Đến bây giờ thì người ta cho biết 4 phút có thể nói hại hùng nhất trong chuyến bay đã đưa đến hậu quả 162 người ra đi vĩnh viễn. Đó là vào lúc 6 giờ 14 phút thì phi hành đoàn đã yêu cầu được nâng cao chiếc máy bay lên và họ đổi hướng qua phía trái. Và được sau 3 phút sau thì chiếc máy bay đã coi như là mất hướng và không biết là họ không bay đúng theo đúng theo khi phi trình của họ.
Và 3 second, 6 second sau thì chiếc máy bay đã được nâng lên cao ở 1.400 feet mỗi 1 phút. Nhưng thì họ lift cao lên. Nhưng mà anh để ý đó, khi mà mình coi qua cái vụ việc máy bay này thì khi mà phi công liên lạc với trạm không lưu và nói rằng là để xin được phép được bay cao lên, họ đã không được phép cho bay cao lên mà tại sao họ vẫn đi lên? Thì đây là cái hộp đen nó cho biết như vậy. Và sau 40 second sau thì chiếc máy bay đã bay ở độ cao là 37.000 bộ. Tuy nhiên một chiếc máy bay đó, và sau đó thì chiếc máy bay đã không còn xuất hiện ở trên màn hình radar. Thì đến bây giờ tất cả các chuyên gia về ngành hàng không cho biết rằng với một cái tốc độ lên cao quá nhanh ở một cái tốc độ chậm máy bay thì có thể máy bay đã bị lật ngược và bay nổ tung lên thượng. Dạ vâng, thì thưa quý vị, theo như những người mà phân tích mà chúng tôi đọc báo được thì khi một chiếc máy bay mà bay quá chậm mà lại nâng lên một lúc cao thì có thể là chiếc máy bay bị lật ngược, hoặc là chiếc máy bay nó bị khựng lại mà nó rớt xuống. Đó là những cái giả thuyết được đưa ra. Nhưng mà cuối cùng thì người ta nghe lại những âm thanh ở trên máy bay đó, thì vài giây sau cùng có nghe tiếng hỗn loạn trên máy bay và át luôn cả tiếng của phi công nói ở trên cái hệ thống truyền tin của máy bay. Như vậy rõ ràng là, thưa quý vị, có một sự lỗi lầm do người phi công chứ không phải là do khủng bố xảy ra. Kính thưa quý vị, hai siêu dự án đường sắt sẽ được xảy ra tại Hà Nội. Đây có phải là một tin vui hay là tin buồn, hay là một tin cho những người nào có đầu óc tham nhũng chuẩn bị tính toán, vì hai dự án này lên tới 2 tỷ US đô la. Kính thưa quý vị, hai tuyến đường sắt trên cao tại Hà Nội, một con đường đi đến Cát Linh, Hà Đông và một con đường khác thì đi từ Nhổn đến ga Hà Nội. Cái con đường sắt Cát Linh từ đi Hà Đông thì dài 13 km và có 12 nhà ga ở trên cao. Tốc độ tối đa của cái vận tốc đường xe lửa này thì lên tới 80 km/h và mỗi đoàn tàu sẽ gồm có 4 toa xe, công suất sẽ chở khoảng 1.200 người và vốn vay ODA của sẽ là do Trung Quốc đài thọ với tổng mức đầu tư là 891 triệu US đô la tương đương với 18.000 tỷ đồng. Dự kiến này sẽ được khai thác vào đúng ngày tháng 12 năm 2015, là cái dự án này đã chậm 2 năm so với kế hoạch lúc ban đầu đưa ra. Ban quản lý dự án đường sắt này thì trực thuộc được Bộ Giao thông, và tuy nhiên tất cả những giới chức lại có cơ hội để kiếm được chút tiền. Trong cái đoạn đường này thì có thể nói là họ phải chặt tới 100 cái cây mà có thể nói lâu năm nhất. Cây cừ hay gì đó. Cây gì lâu năm. Còn cái tuyến đường sắt Nhổn đến Hà Nội thì dài chỉ có 12.5 km mà thôi. Có 12 nhà ga và 9 nhà ga thì ở trên cao và 4 nhà ga thì nằm ở dưới đất. Tốc độ tối đa của cái đoạn đường này là 80 km/h và mỗi đoàn tàu cũng chỉ đem theo được có 4 toa mà thôi, và cái công suất để chở hành khách là 900 người cho một chuyến. Vốn vay của ODA này thì lại thuộc về ODA của Pháp và với tổng mức đầu tư đến 1.485 triệu đô la tương đương với 36.000 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành này sẽ hoàn tất vào tháng 11 năm 2018. Như vậy là chậm 1 năm so với cái kế hoạch đưa ra. Ban quản lý dự án đường sắt này là của đô thị Hà Nội chứ không phải của chính phủ. Và trong cái đoạn đường này thì họ phải chặt đến 200 cây, có thể nói là lâu năm nhất, mà giống như theo anh Nguyễn Trường vừa nói là cây cừ. Và chưa đến bây giờ thì chưa có một cái tai nạn nào xảy ra. Kính thưa quý vị, đó là vấn đề mà chúng ta nói đến về hai tuyến đường sắt mà được được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đứng ra chủ trì, một cái của Bộ Giao thông. Lẽ dĩ nhiên chúng ta mở được nhiều phương tiện đi lại cho dân chúng là một điều tốt, nhưng bên cạnh đó nếu những người thực thi và làm lợi dụng những cái công trình để mưu lợi cho cá nhân hoặc một tổ chức tập thể nào đó thì đây là một cái hiểm họa đáng buồn cho dân tộc chúng ta. Thưa quý vị, qua cái sự việc mà đầu tư 2 tỷ đô la vào trong cái dự án là cao tốc này đó, thì tôi nghĩ nha, là hết 1 tỷ là vào những cái túi của những nhân viên này nọ, trà nước, cà phê, rồi còn 1 tỷ nữa thôi thì để xây dựng cái đường sắt này. Nhưng mà 1 tỷ đó thì sẽ bảo đảm là không có cái sự an toàn ở trong đó rồi, tại vì nó cắt bớt đi rồi làm sao còn an toàn được nữa. Vâng, kính thưa quý vị, đó là một vài tin mà anh em chúng tôi gửi đến quý vị qua chương trình Cà Phê sáng nay. Và sau đây là một trong những cái phần tin mà quý vị cần theo dõi hàng tuần, đó là tin tức về y tế ở phần 3 và phần 4. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.